Ok mọi người, bây giờ đã là 9:30 và bây giờ mình sẽ chuẩn bị ra tàu điện ngầm và bắt đi đến Toyohashi. Quất thôi. Ôi. Ba lô to vãi chưởng. A few moments later. Bây giờ đã là 12 giờ kém 15 phút ngày 4 tháng 3. Và đây là các thanh niên đi chợ buổi tối. Đi chợ buổi tối để chuẩn bị đồ cho ngày mai leo núi. Bọn mình đang vào com family. À, chắc đi ạ. À. Đây là Văn Hoài, tài xế của nhà mình. Anh không cần, anh đưa nước, anh đưa chai giữ nhiệt không? Không, không chơi giữ nhiệt. Thường thường là mình sẽ hay dùng Monster hoặc là Gijon. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng 3 chai Monster loại núm nhá. Thì thường thường mình sẽ sử dụng loại núm. Loại núm này thì mình sẽ uống từng tí một. Uống chút một thôi. Ngon thế nhở, chà. Mua đồ ăn sáng nữa nhá. Có chứ. Sáng cái bán nó có chỗ bán không? Không. Không có đúng không? 15 minutes later. Em, có 4 người. Đang ăn thì chuẩn bị xuất phát. Đang ăn mà có thêm này, chết nhở. Quay chứ, quay hết chứ nhỉ. Quay hết. Và đây là những gương mặt đến muộn của chúng ta. Chết tàu. Khỉ lá tàu. A few moments later. Hello cả nhà, hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2022 và đoàn nhà mình đang có mặt tại bãi đỗ xe cung Fujinomiya. Đây, ngoài sáng mọi người nhé. Ui, vào mặt đen thui. Mới ngủ dậy cho mọi người. Bình minh lên rồi. Hãy dậy đi các con trai của ta. Hãy dậy đi, dậy để thành công. Dậy đi các con trai. Tài smile này. Còn đây là thằng Phantom Hunter. Cái thằng này nghe trông giống cái kiểu bọn máy bay chiến đấu Mỹ. Hunter. Còn đây là Trung. Đây là Chí Trung gia trang với màu xanh nõn chuối. Nón chuối của em, còn kia là cái ông Mammut tên là Hậu Môn. Hậu Mammut. Còn mình là Minh Tún. Tưởng hôm nay anh em lạnh phết. Âm 7 độ chứ mấy. Toàn các con rời. Mặt dày, da, da cũng dày, mỡ nhiều. Gammon ngay. Ui em cứ tưởng bố mình em chơi Gammon cơ. Thanh niên này quả túi ở đằng trước vừa bụng như ở dân buôn nhỉ. Tiền gọi là tiền là đút đầy một túi. Đấy, phía trước. Cho tôi rìu xẻn kiểu này như kiểu đi ăn nhau vậy. Đây. À. Đây có mỗi mình Hoài ở chuyên nghiệp ha. Đấy mọi người có thấy không? Đây này. Cái ngọn núi thấp thấp này là ngọn núi Phú Sĩ đấy. Thì nữa bọn mình mọi người đến Nhật Bản là phải cố gắng leo tới Phú Sĩ một lần. Nhiệt độ bây giờ đang là âm 7 độ các bạn ơi. Nhưng mà thực ra là mình không cảm thấy rét gì mà là cực kỳ hơi rét. Hiện tại thì bây giờ là tuyết ở đây nó đã đóng thành băng và rất là cứng rồi. Đây là tình hình hôm nay mà những dân chơi nào mà chơi thế hệ nguy hiểm, bạn nguy hiểm ấy đi không cần đinh là mình bãi hụt. Nhưng mà thực sự là phải đi đinh ấy nhá. Không đi đinh là ngọm đấy các bạn ạ. Không đi đinh là ngọm củ tỏi đấy. Siêu dốc luôn. Và bây giờ là bọn mình đang đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Thì có một điều lưu ý khi mà mọi người trước khi leo núi đó chính là phải đi vệ sinh thật là đầy đủ, nhất là cái khoản mà đi đại tiện nhá. Lên trên núi Phú Sĩ mà muốn đi đại tiện nó cũng khó. Tại vì vạch quần ra phát là không thể kéo lại quần được luôn. Đấy. Nên là bây giờ là bọn mình sẽ đi vệ sinh luôn. Ui. Trơn à? Vãi. Trơn thế. Ui. Ui. Ui cái bề mặt băng này nhẵn thính luôn. Ui trơn thế. Này này. Đâu. À, thành niên thế.
Làm gì đấy? Gì này? Mở đi ạ. Trời ơi, trơn cực. Đây này, đây là chỗ này trơn cực như... Ôi sao bảo dành cho người khuyết tật. Ơ, đùa. Thành nghiệp, thành nghiệp. Sao với bà kia bà ấy nhìn mình với mắt vãi. Thì... Ôi, tinh ạ. Chơi nào. Ủa. Tinh vò. Chim, 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 chim. Mà lem. Theo dự báo thời tiết thì ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, ngày mùng 5, mùng 6 tháng 3 năm 2022 là gió đạt ở mức từ 30 đến 40 m trên giây. Sấp xỉ khoảng 100 km trên giờ. Hiện tại là trời đang đẹp thôi, nhưng mà tí nữa là ông trời nổi hứng lên là thả một luồng hơi ấm vào, phát là bọn mình là te tua ngay. Điêu đấy. Đấy. Anh đừng có mồm mồm điêu đi. Ta phải mồm điêu để câu view chứ, 100 km trên giờ đâu anh nhá. Không, mà nó là thật đấy chứ không phải giỡn đâu. Mồm điêu thôi, nhưng mà nó phải rơi tầm 120. Trông thế thôi nhưng mà lên te tua đấy, không đùa được. Phú sĩ đấy. Phú sĩ đấy các bạn ạ, không đùa được đâu. Hiện tại bây giờ là 7:05 và bây giờ bọn mình thực hiện những sải chân đầu tiên chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ mùa tuyết. Đấy, có nhìn thấy cái biển kia không? Đấy, cứ đi theo cái đường này là sẽ tới thôi. Hy vọng rằng hôm nay trời đẹp, xong rồi tối nổi rông nổi gió nữa, xong rồi sáng mai lại trời đẹp nữa. Đây là bản đồ. Sau hơn 45 phút các bạn leo núi thì bây giờ là các người đẹp đã bị nóng rồi. Lột đồ đi các em ơi. Lột đồ đi các bạn ơi. Lột đi. Lột đồ đi. Lột đồ đi. Lột đi. Toàn dai ngon. Ngon lắm. Phút này anh quay nhỉ? Các bạn lột đồ đấy. Toàn dai ngon luôn. Mình tụt cua mình chạy nong nhong là Tú cấm quay nhá. Nếu mà đã quay thì phải quay nhiều nhiều xíu. Hết luôn đấy. Tụt luôn. Không được đấy. Tụt đê, tụt đê. Tụt đê các bạn ơi. Đây là bản đồ nè. Mình đang ở đây. What? What the fuck? Đây rồi, đúng là cái con đế ngày xưa đây rồi. Đúng 10 chân như này luôn. 10 chân đây à? Ừ. Cái đế này bị bung rồi, trước anh Tâm đi anh bị bung. Đứt đây này, đứt đây này. Một phát đây này, úi xồi. Quay. Thanh niên này mang cái này mình như dân buôn ấy. Có cái túi chuyện phết kiểu buôn cá, buôn rau. Đây. Ê mà có phải giữ lại chân này không? Em vứt vào ba lô đi. Em vứt dùng, ra ngoài. Dùng nào. Chân nào tốt hơn? Dùng mũi nhọn tốt hơn. Dùng này thôi đúng không? Ừ. Có cái hoa tuyết lắp vào thì lắp. Tuy nóng mà cứ mặc cái này. Vào. Thôi. Đi lên cái cột mốc kia xong ngồi ăn uống nghỉ ngơi. Ok. Hiện tại bây giờ là 10 giờ, chúng ta đã leo được khoảng 3 tiếng thì bạn có anh à? Cảm nhận gì về chuyến đi này? À, được cái chuyến đi này là vẫn tạm thời vẫn chưa thấy cảm nhận với cái độ mà gọi là bị mệt quá mới gọi là mệt rất là quá mệt thôi. Ở câu này là bốc phét là câu này là thật đấy. Bốc phét là bốc phét rồi. Không hẳn thế là cũng tương đương như thế. Tương đương như thế. Rồi, thanh niên cho cảm nhận sau 3 tiếng leo núi lên Phú Sĩ thì thế nào nhỉ? Đi về không anh ơi? À, đi về không anh ơi. Rồi, thanh niên tiếp. Ba xăm ba cháu con nít ăn thua gì? À được, thế thằng này phải cho lên Everest. Thí sinh tiếp theo. Em thấy giống như đi dạo phố thôi bình thường mà, không mệt gì đâu. Đấy. Thấy chưa? Không ăn thua. Đấy, tiếp theo đúng nốt tài smile nữa thôi này, chốt câu cuối này. Ngoài chảy mồ hôi đít ra thì không còn cái gì để nói cả. À. Đấy. Đấy. Thấy chưa mọi người thấy không? Leo núi Phú Sĩ cực kỳ dễ. Đấy, nhưng mà dễ đối với cả mấy cái ông này thôi nhá. Đấy.
Ở đây thấy cả biển nhỉ. Ừ, dễ với cả mấy ông này thôi nhá, còn các bạn nào mà mới leo thì nên luyện qua thể lực một chút. Đen chứ đừng có như mấy ông này khổ toàn đồ đồ nặng này chết dở này. Đấy, kinh lắm mẹ, toàn châu bò đây. Không à. Mọi người em vớt. Đừng nghe mấy ông này chỉ đồ chứ nào. Đồ đồ toàn bao tay mỏng. Đồ trục man, cái này giờ nó phây này là cũng man rồi. Đôi bao tay dày 5 triệu. 5 triệu, 2 man rưỡi. Ba lô 7 triệu. Đó. Tích kít rồi đấy. Dày 12 triệu. À dìu 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 dìu. Dìu 3 triệu. 3 triệu luôn đấy. Ngót nghét. Ngót nghét là chỗ này của các dân chơi bên Nhật Bản này là ngót nghét là cháu nào cũng phải trên chục triệu. 50 triệu. Khoảng từ 15 đến 20 triệu cho bộ đồ leo núi này. 30 triệu. Không đùa được đâu các bạn. 20 triệu thôi. À, tích kít. Anh em vác trên mỗi quần áo thôi. 20 triệu anh em có cảm thấy ấy không? Không phải tầm 50 triệu. Còn áo thôi nha. Một người ấy. Phải tầm đấy. Phải tầm 60 triệu á. Đâu là 60 triệu thì hơi quá. Không không, hai chục. Tầm độ với 40 thôi. Khoảng 2 chục. 2 chục là từ 3 đến 40. Chơi đồ xịn như thế có 10 man, 10 man thì hơn 10 man nha anh. Đồ mình phải hơn 10 man chứ. Không mà chơi lót rơi lót phây với à, mong muốn xịn thì cũng phải đấy. Tông là mắc mà. Đôi này mua mới gần 6 man á. 6 man, 12 triệu một cái giày. What? What the fuck? Đế. Anh có cảm nhận gì? Anh có cảm nhận gì về việc vác 20 triệu, 40 triệu lên trên vai? Thì cũng như kiểu là vác với con Leaf và con Vision lên vai thôi. Nhá. Khác gì ngồi trên con Leaf đâu. Ừ. Trong, trời trong, được. Mình là đang kêu kê tiếp. Mọi người đang kêu kê ở đây thì mọi người có thể thấy là trời đang nắng và sẽ khiến cho tuyết bị tan ra và nước sẽ chảy. Đó, đó, đó mọi người thấy không? Nên là về cái vấn đề nước thì mọi người không lo, nhưng mà nước ở đây là không thể uống được luôn nhá. Bần cùng lắm thì mới uống thôi nhá. Đấy, các bạn phải nên nhớ. Còn nếu không thì mọi người có thể mua cái bộ lọc ở Monbel hoặc là bất kỳ một cái chỗ nào đó nó có một cái bộ lọc. Mình lọc nước và uống thì nó sẽ an toàn hơn. Đây này, thanh niên này này, vừa đái xong đây này. Đấy, đấy, các bạn ạ, đái xong, không có cả mình nữa. Mình cũng đái vào đây luôn. Có một cái điều lưu ý là mình chỉ cho mọi người nhá. Mẹo. Mọi người có nhìn thấy cái tảng chỗ này không? Đấy, cái chỗ này nó bị tan ra này. Thì cái tuyết nó hòa lẫn với cả gạch xỉ. Còn cái chỗ này là băng. Đấy, thì mình khuyến khích mọi người là hạn chế đi cái chỗ xỉ này mà đi lên cái chỗ băng này. Tại vì chỗ băng này nó rất là ổn định. Mọi người đi vào thì chân nó rất là chắc chắn. Còn đi ở bên này thì nó sẽ bị sụt. Đó, 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 đó. Hiện tại thì bọn mình đã leo lên được khá là cao. Bây giờ đã là 12:26. Tầm độ khoảng 1 tiếng, chắc là tầm độ khoảng 1 tiếng nữa thì sẽ lên đến nơi, tầm độ khoảng 1 rưỡi thì bọn mình sẽ căng lèo. Mệt phết đấy. Đây phút chảy lòng. Nếu mà mùa hè mọi người mà leo núi Phú Sĩ thì người ta sẽ thiết kế cho mình cái con đường xích xắc đi được chân hơn. Còn đây là đường tuyết thì mọi người thích đi thế nào cũng được. Đi thẳng, đi chéo, đi thế nào cũng được. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem độ dốc nhé. Bây giờ mình sẽ đặt, cái GoPro này đặt ngang. So với cả độ dốc đây chính. Đây mình sẽ đặt ngang như thế này thì đây sẽ là độ dốc của núi Phú Sĩ. Độ dốc này nó vừa phải thôi. A few moments later. Bây giờ đã là 1:10 và như mọi người có thể thấy thì cái thời tiết của bên Phú Sĩ thì lên cao và thời tiết thay đổi cực kỳ là nhanh. Ôi, mây kéo tới cực kỳ nhanh. Mù mịt rồi mọi người ạ. 5 phút thôi. Gió rất to. Nhưng mà mình ngay sát mây mà leo lên tí nữa là qua mây ngay. Ừ. Gió to lắm. Đấy, anh em từ nãy giờ thắc mắc
dự báo thời tiết gió không có, bây giờ đáp ứng ngay. Căn bản là mình leo hướng lúc gió nên là kêu không có gió thôi. Còn hai bạn đang leo nữa thôi. Tối rồi thì mây đằng trên nó mây mù kìa. Wow, kín mít luôn. Thôi đã nửa già quãng đường rồi thì cố mà leo thôi anh em. Cắm trại rồi. Lên đây, lên đây. Anh em bây giờ khá là hủy hoại đấy. Lên đây các bẫy về ơi. Thời tiết thay đổi cực kỳ là nhanh luôn. Hổng hút nhanh lên nào. Gió to lắm mọi người ạ. Khá là mệt. Đây mọi người có thể thấy quần áo của mình đang quay này. Mọi người có cảm nhận được không? Đó đó, tiếng gió đấy. Sẽ đi qua đó nhá. Đó to lắm mọi người. Không đùa được. Là các thanh niên chào phát nào. Chào đây, chào đây. Oh. Nào chào đi nào. Tới với can rồi. Người đi cuối là Trung. Đại yếu rồi mà gió tự quật cho can quá. Gió vả sợ thật đấy. Đẹp đẹp đẹp. Không, người đã làm đúng dậy được. Gió to nhỉ. Đây. Mấy giờ rồi anh? Từ từ đã anh tí. Rồi đây, đây là Trung. Công nhận này. Gió nó vả kinh nhờ. 14 giờ 6 phút 2 giờ. Ok. Bây giờ là bọn mình sẽ thay nhau để dùng xẻng để hớt chỗ này. Và tối nay sẽ cam tại đây. Hai là bọn mình đang ở lưng chừng núi. Đây là như mọi người có thể thấy là gió rất to. Đây, 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 đây. Đó. Thì bây giờ bọn mình sẽ sử dụng xẻng và rìu để đào chỗ tối nay sẽ cắm trại. Thì phải đào nhanh lên anh em ạ. Ai mà bị lạnh quá thì mặc thêm áo ấm vào, đào một tí này nóng người thôi. Ok đi nào. Mọi người có thể thấy đây là cái nhà, người ta gọi là nhà trọ. Đấy. Thế giờ bọn mình sẽ xuống đây và phụ hoài. Hoài ơi, ngoài ngoặt nhìn anh em tí nào. Phụ hoài đào tuyết. Đây, này, anh em từng này muốn lều không? Từng này đủ chưa rộng một lều đúng không? Xem nào. Lấn, anh nghĩ chắc có thể lấn thêm. Thôi không ra, cứ đào đi, đào. Đào bét từ nhà ta đằng này đi.
mọi người một trong tay. Ở đây một lều, kia một lều. Ok. Tay 1, 2, 3. Hiện tại bây giờ đã là 2 giờ 15 phút. Rồi 2 giờ 15 phút rồi các bạn ơi. Bên của bọn mình là có 6 diều và 2 sẻ Tài Smile và Văn Hoài. Đảo rất là hùng hổ luôn. Đẹp nhỉ, thành thớ luôn. Biết cái thế nào của nó ấy. Nóng người nhỉ. Phải gian nhé, phải gian nhiệt đấy. Không phải đơn giản đâu. Đây có thể thấy nhá, đây là băng này. Đây là tuyết dày khoảng độ 60 cm. Và đây là cái lớp băng ở bên trong cùng. Lớp băng ở bên trong cùng, cái này dày tầm độ khoảng đến đây là khoảng độ 10 đến 15 cm. Đấy, băng dày thế này thì sẻng không thể làm ăn được gì. Đây là bỏ. Theo một kinh nghiệm xương máu của các dân chơi là gì? Dựng lều phải bỏ đế đinh ra. Dựng lều là phải tháo đế đinh ra đó. Nếu không là chỉ cần giẫm nhẹ một phát là thôi là cái lều toang luôn đấy. Tháo đế đinh. Đây, để đây. Đây là một trong những dụng cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho anh em trong mùa tuyết. Không thể thiếu trong mùa tuyết. Nó sẽ đi kèm với cả gậy. Không có dìu cũng được, không có dìu chấp nhận được. Nhưng mà là đi theo tuyết là phải có đế đinh và còn đúng cái gì? Gậy. Hiện tại thì mọi người đang căng lều chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Cho vào lỗ ngoài đi. Thua. 15 minutes later. Thì ở bên Nhật có một cái điều rất là tiện là ở bên Nhật họ sẽ bán cháo ăn sẵn, cơm hoặc là cơm ăn sẵn, cơm ăn liền. Đây, chỉ cần đun nước sôi đổ vào tầm độ khoảng 3-4 phút. 3-4 phút là có cơm ăn rồi. Đấy. Quá đơn giản tiện lợi. Một gói này là khoảng bao nhiêu tiền em? 400 yên. 400 yên là vào khoảng 80.000 đồng Việt Nam, khá là đắt. Nhưng mà nó thực sự là nhẹ nhỉ. Nhẹ. Thêm bộ nồi bếp này nữa. Quá tuyệt vời. Thì bây giờ chúng mình sẽ ăn một tô mì nóng. Tôm trứng. Xúc xích. Xúc xích. Lạnh thế này mà có một tô mì tôm này thì quá là tuyệt vời. Trứng còn bị đóng băng nữa chứ. Rét đây, cái tay đang bị run lên này. Nói chung là trời trời hôm nay khá là đèo, khá là ưng rồi. Khá là ưng rồi. Rồi bây giờ bọn mình xin phép ăn mì đã, xong rồi làm gì làm quay sau. The next day. Hiện tại đang là 4 giờ sáng chủ nhật ngày mùng 6 nhỉ, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Có lại thì hiện tại bọn mình vừa trải qua một đêm giông bão, mưa không có mưa, không có tuyết, nhưng mà gió thì trên cả tuyệt vời. Lều lúc nào cũng rung vét le. Thế thì hiện tại là trong team nhà mình có 6 người đi. Thì cả 6 đều đồng loạt mà hưởng ứng là leo lên đỉnh tiếp. Hình căng đấy, âm 18 độ hiện tại. Gió lúc 6 giờ sáng là 38 m/s. Gió vào lúc 9 giờ sáng là 36 m/s.
Thời gian dự tính lên trên đỉnh là 36m trên giây nhá. What? What the fuck? Thời gian 36m trên giây là thời gian 6 tiếng. Thì bây giờ bọn mình sẽ phải ăn sáng, uống nước tăng lực. Và sau đó sẽ là gấp chăn và lều, xong rồi sẽ để tại bãi nghỉ này và tiếp tục leo lên nhé. Nhiệt độ trên đỉnh, cái gì mình giảm tải được thì mình cứ giảm tải thôi. Cái thanh niên này này, ăn xong đi nằm đây này. Đấy, ăn nào. Xong chưa lấy ai nằm chứ ngồi chưa lại làm gì. Đấy, thanh niên này ơi. Còn đây là gió bên ngoài thổi phà phùng kinh khủng không baby. Bình thường nhỉ? Không bình thường, nhưng bình thường ở trong lều thôi. Bình thường. Ra ngoài đi. Ra ngoài thì cũng bình thường, nốt. Sợ gì nhỉ? Còn đấy. Đây. Cái lúc đi leo núi mọi người không thể thấy được cái sự vất vả này đâu, nhưng mà về nhà là nhìn thấy ảnh đẹp là sướng đúng không? Nhưng mà đây này, đằng sau những cái bức tấm ảnh đẹp là nó sẽ như thế này này. Đấy, lụp xa lụp sụp, tuyết bu đầy người, gió thì to, có thể bay thổi người bất cứ lúc nào. Lạnh vãi liều. Đấy, lạnh 19 độ. Tầm 19 độ đấy. Gió phập phà phập phù cả đêm luôn. Ôi giời là giời. Mệt lắm. Thôi, chinh phục lần này là thôi không đi nữa đâu nhá. Nhưng mà chỉ cần... bỏ leo núi thôi. Bỏ leo núi thôi. Bỏ leo núi Vũ Sĩ, leo núi khác. A few moments later. Mặt trời đã bắt đầu lên rồi. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2022. Bây giờ đã là 6:55 và đằng kia là bình minh đang lên. Thì thời tiết khá là khắc nghiệt và gió to, thì bây giờ mình sẽ dồn hai cái lều này về hai, dùng một cái lều này về hai cái lều kia. Thì quá trình này nó rất là vất vả. Rất là rét buốt và cóng. Thời tiết hôm nay thì trời rất là trong xanh và đẹp. Nhưng mà có một cái điều không ủng hộ là gió to quá. Mọi người có thể thấy đây là thiệt hại nhà mình. Hôm qua gió to thiệt hại đây. Cong hết cả gậy luôn. Cong gậy luôn này. Dã man. Bây giờ bọn mình sẽ là buộc dây và sẽ ghép thành hai cặp, mỗi cặp là hai người, sẽ buộc dây vào nhau và đi leo lên đỉnh. Đỉnh rất là dốc nên là bọn mình hôm nay sẽ sử dụng dìu là chính. Hiện tại bây giờ gió đang lặng. Nhưng mà cầm vào đây. Nhưng mà dự báo thì gió to lắm nên là dự báo to nên là bây giờ phải tranh thủ đi thôi. Buộc dây cho nó an toàn. Em mau nó vào. 15 minutes later. Leo lên đi. Mọi người đang leo đây mọi người. Những bước đi chậm rãi, mệt mỏi. Rất là cố gắng. Đây là bề ngang, mọi người có thể thấy độ dốc. Dốc. Mệt chết các bạn ạ. Nhưng mà phải cố gắng thôi. Không làm cái nào mà. Mẹ sắp chết rồi đây này. Sắp chết rồi đây này. Nặng lắm. À nhẹ lắm. Một điều lưu ý dành cho anh em là những bạn nào mà sợ bị gió thổi bay hoặc là bị trơn trượt, nếu mà không có gì ấy thì mọi người có thể đi theo cái đường men cũ này. Đấy, ở đây là có các cái cọc sắt, các cái sợi dây đó. Nhưng khi mà mọi người mà bị ngã thì mọi người có thể bám cái dây đó. Em cảm thấy thế nào? Đi dài không? Rồi, ok, xong mày mất rồi. Tiếp. Gió nhẹ trời đẹp. Ồ, nhẹ nói trời chung đẹp. Là trời đẹp. Trời đẹp. Tiếp. Chả có gì nói. Đẹp quá rồi. Quá dễ đúng không? Easy game. Muốn đợi mặt quá. Mặt quá. Tiếp. Này á. Cục quét về thôi. Để cho thở chứ đã. Mặt hơi đỏ. Rồi tiếp theo thanh niên quay biểu cảm như sau, một tiếng hơn một tiếng leo. Chưa hề phê. Chưa hề phê đó. Đấy. Mọi người thấy không? Thấy không? Đấy. Mọi người nên nhớ nhá. Leo núi rất dễ. Nhưng mà mấy con này bốc quét đấy. Đừng tin nhá. Dạ vâng, mọi người đang lên hình ảnh mọi người nói thế thôi chứ thực ra leo núi. Mệt vãi lửa. Leo núi nó khó khăn lắm nên mọi người phải cẩn thận nhá. Rồi lên nào. A few moments later. Hiện tại bây giờ nhóm mình đã qua được tầng 8 rồi. Đây này, hội văn hoài ở trên đầu này.
ở đằng kia là Tài, Smile và Trung. Phải công nhận là mệt, rất là mệt, mệt đấy. Sao thế, bác nghỉ ngơi rồi mọi người ơi. Nó nằm ở đằng kia kìa. Từ bây giờ lên đến đỉnh thì ở đây sẽ là một điểm này, hai điểm này, chắc tầm độ khoảng 4 điểm nữa là sẽ lên tới đỉnh thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Bây giờ mình đi đến chặn dừng chân kế tiếp. Lạnh quá, môi mép nó co rúm hết lại rồi. Đây là có Văn Hoài này, Hồng Ma Mút này, với cả Tom Hunter. Đã leo tới đây rồi. Ăn chưa thôi. Sao? Hả? Anh ơi. Ôi máu thế. Nó không đi tầng nào luôn đấy, hay thật đấy. Chắc nó dỡ biển rồi. Biển ở dưới đây chẳng hạn. Ô. Đẹp. Và bây giờ là 12:40 và bây giờ là đoàn nhà mình có 6 thành viên thì đã có 4 thành viên lên đỉnh, đó chính là Hello mọi người, mình là Minh Tú và bây giờ đã là hơn 1 giờ rồi, à hơn 12 giờ rồi. 12:45 bọn mình xuất phát từ 7 giờ. Thì đến 12:45 là cũng phải tầm được khoảng 5:45 là bọn mình đã có mặt tại đỉnh ở khu vực Gô Tên Bà. Thì bọn mình là ăn uống cũng được 5-10 phút rồi. Đó thì vừa nãy là mình có quay nhưng mà là nó bị chết nguồn của GoPro, thì bây giờ mình quay lại và bây giờ mình sẽ hỏi lại các thành viên của mình rằng là thế nào, cảm giác thế nào? Bây giờ tạm thời thấy đông mệt. Mệt đúng không? Mệt đúng không? Nhưng mà tuyệt vời quá, lên đỉnh tuyệt vời quá. Đây là lần đầu tiên của em đúng không? Lần đầu em. Lần đầu tiên đúng không? Bạn này là lần đầu tiên leo núi Phú Sĩ và chơi cái option kinh khủng nhất là Phú Sĩ tuyết. Còn đây, đến với Văn Hải, em leo núi Phú Sĩ được mấy lần rồi và đây là lần thứ mấy em leo núi? Em leo núi Phú Sĩ lần thứ 5 và lên đỉnh lần thứ 3. Lần thứ 3. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em leo trong cái mùa tuyết này. À, và rồi. Thực sự rất là mệt. Mệt. Cảm giác rất là mệt sau khoảng tầm 12 tiếng rưỡi leo từ chân núi lên tới đây. Nhưng mà thực sự là mãn nguyện. Mãn nguyện, oh yeah. Tuy mệt nhưng mà rất mãn nguyện. Anh em mãi đến. Có lời khuyên gì cho anh em những người về sau mà những ai mà có muốn ý định là leo núi Phú Sĩ không? À, leo mùa hè thì có thể là không cần chuẩn bị nhiều lắm, nhưng đặc biệt là leo mùa đông thì đồ đạc thì những thứ quan trọng nhất phải đầy đủ đúng không? Là cần đầy đủ đồ. Có rìu đúng không? Đầu tiên là rìu, có bắt buộc phải có gậy. Thứ hai là tất nhiên là đủ quần áo ấm, quần áo phải chống gió, chống gió nhá, như kiểu áo này, quần này, đế đinh, giày đi tiết. Đó là bắt buộc phải có những thứ đấy. À và thêm cả cái kính nhá. Kính nhá. Kính tia UV để mình đỡ bị hỏng mắt. Tại cường độ sáng ở trên đây rất là cao và cả tuyết tuyết nữa nó hắt vào có thể bị hỏng mắt. Nên là mọi người muốn leo Phú Sĩ mùa tuyết thì đặc biệt cần phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc. Ok. Xin cảm ơn lời tư vấn thật là nhiệt tình của bạn Hoài và tiếp theo là chúng ta phỏng vấn đến bạn Tom Hunter. Rồi em ơi, em cho cảm nhận lần đầu tiên khi em leo núi Phú Sĩ thế nào nhỉ? Em chào mọi người, đây là lần đầu tiên leo núi Phú Sĩ. Lời đầu tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn đến cả anh Hoài, anh Tú và anh Hậu đã đưa em lên đỉnh. Thứ hai là nếu mà ai có ý định leo núi tuyết vào mùa đông thì em khuyên thật là bỏ đi mà làm người. Bỏ đi mà làm người. Đầu tiên là phải leo mùa hè trước đúng không? Chính xác anh ơi. Leo mùa hè trước đúng không? Em thề với mọi người là mọi người đừng đi với anh Tú, vì lần nào đi với anh Tú thì em thấy hai cùng em đi em đều ăn bão tuyết ngập mặt ra.
Đúng nhờ. Mà vui lắm anh mọi người ạ. Hôm nay chỉ là trời đẹp thôi nhưng mà gió thôi đúng không? Chính xác, nhưng mà đi với anh Tú tuyệt vời. Ừ. Một kho lương thực đồ ăn. Nhưng mà mày đừng nói thế nhá, anh ở bên dẫn tour của bên Japan Travel, mày mà nói thế là khách người ta chạy hết đấy. Mọi người okay. Japan Travel làm leader nhá. Làm leader đúng rồi đó. Thì cũng nhân tiện thì mình cũng giới thiệu thêm, mình là Minh Tú, leader của bên Japan Travel. Thì đến năm nay thì cũng là mình cũng gần được 5 năm rồi. Thì đây là màn mở đầu leo núi tuyết. Option cao nhất của mình là leo núi Phú Sĩ, đạt một độ cao là hơn 3.700m. Thì một phần là mình cũng leo như thế này để mình khẳng định mình, và một lần nữa là mình cũng rèn luyện thể lực của mình để hẹn mọi người, những vị khách thân yêu nhất của bên Japan Travel, hẹn mọi người vào tháng 7 và tháng 8 mình có thể dẫn được mọi người từ dưới và sẽ lên tới đỉnh ở mức độ vui vẻ và an toàn nhất có thể. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ok, rất là cảm ơn mọi người. À còn một điều nữa nhá, về cái phần về kinh nghiệm leo núi ở đây thì không biết là thế nào, còn là mình rất tự hào vì mình đã leo núi Phú Sĩ 7 lần thì có đến 6 lần. Đến lần này là lần thứ 7 và leo được 6 lần rồi, thì đây là lần đầu tiên mình leo núi Phú Sĩ tuyết thì cảm giác phê, cực kỳ là phê. Nếu như mọi người leo mùa hè mất sức lực chỉ một phần thì mọi người leo mùa hè mà leo mùa đông thì mất khoảng bao nhiêu phần em? Gấp 10 lần. Gấp 10 lần đúng không? Mười lần. Bao nhiêu? Mười lần đúng không? Mười lần thôi thì các bạn bảo 10 lần thôi, nhưng mà theo tầm của mình thì chắc tầm độ khoảng 3-4 lần thôi. Thì nếu như anh chị em nào mà có ý định leo núi Phú Sĩ thì khuyên rằng là mọi người hãy hỏi những người có kinh nghiệm leo núi trước. Hỏi những người có kinh nghiệm leo núi trước như này để họ tư vấn những trang thiết bị phù hợp nhất cho môn leo núi Phú Sĩ này. Ok, xin chào mọi người. Hiện tại đang là 8 rưỡi tối. Bọn mình di chuyển từ trên bãi cam, từ trên núi Phú Sĩ xuống. Thực sự bây giờ là rất là mệt mỏi. Có mệt mỏi anh Trung? Mệt mỏi không? Rất mệt. Mệt đúng không? Phát biểu cảm nghĩ. À, giờ là phê lắm rồi. Phê đúng không? Phê. Phê. Em tiếp. Đã. Phát biểu cảm nghĩ. Ui giời, anh đi chơi gì game mình. Rồi, ok nhá chị. Thanh như này đi chơi. Cảm ơn anh Tú và mọi người. Mệt à? Mệt vãi lìn ra, anh còn mệt. Quay. Thực sự hôm nay rất là mệt luôn. Trong những cái chuyến đi leo núi thì thực sự hôm nay là chuyến leo cực hình nhất. Nhưng mà cũng phê đúng không? Leo chinh phục được đỉnh Phú Sĩ. Phê chứ anh, lần đầu tiên mà. Ngon. Lần đầu trong đời nó phải khác chứ. Ok. Rồi, thằng bé kia bây giờ leo ở đây nhá. Bye bye cả nhà. Bye bye.